KFC đưa thực phẩm của công ty vô giải Gaza. Tin từ Gaza City, người dân ở Gaza City đã có thể thưởng thức gà chiên của KFC. Giải Gaza do, do Thái, phong tỏa và do Hamas quản trị đã có thể thưởng thức bữa ăn đơn giản nhất và nhanh nhất qua hệ thống đường hầm ở biên giới Ai Cập. Từ một tiệm KFC ở thị trấn Al Arish trên bán đảo Sinai, Ông Muhammad Al Madani, là giám đốc Al Yamaha Delivery nói rằng, những người Gaza từng ra ngoại quốc thức bữa ăn của KFC muốn có thể thưởng thức ngay tại giải Gaza. Những người chưa từng thưởng thức đã nghe tiếng cà chiên, Kentucky và hiện giờ có thể thưởng thức với giá phải chăng. Việc phân phối bữa ăn KFC vô giải Gaza trong ngày hôm qua đã mất 5 tiếng đồng hồ để Hamas kiểm soát giấy tờ. Hamas cổ võ tự túc không muốn hình ảnh bữa ăn KFC đưa vô đài giải Gaza nên cấm báo chí, chụp hình và quay phim. Cuối cùng, bữa ăn KFC đã tới thành phố Gaza City. Những thùng gà lạnh được chất lên xe gắn máy để trở tới những nhà đặt hàng đang chờ đợi. Một người dân ở giải Gaza nói, ông ta nghe họ đang giao gà KFC từ Al-Arish. Ông ta đã gọi cho công ty Al-Yamaha yêu cầu đưa tới. Dù trễ nhưng cảm ơn chú cuối cùng món ăn đã tới với gia đình ông ta bị Do Thái bao vây, giải Gaza dựa vào hệ thống đường hầm ở biên giới Ai Cập để nhập hàng hóa. Mặc dù Hamas không vui lòng với hình ảnh dùng bữa ăn của KFC đang bán với giá 35 Mỹ Kim, nhưng Hamas vui lòng thu thuế khi thực phẩm được qua các con đường hầm ở Rafah.